Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình lại tranh thủ lên sơ đồ mạch đánh lửa của xe Leaf 125 đời 2018, xe sử dụng Smart Key. Vâng, với dòng xe này thì mình cũng đã lên sơ đồ mạch điện chính cũng như là mạch khởi động. Và anh em theo dõi thì chắc là anh em cũng xem rồi, đúng không ạ? Anh em nào chưa xem thì anh em có thể tham khảo lại. Và với những mạch điện như thế này thì có thể nói là những anh em mà chưa có điều kiện mua tài liệu sơ đồ mạch điện cũng như là chưa nắm được cái nguyên lý về mạch đánh lửa thì anh em xem và anh em cũng có cái nhìn bao quát hơn về mạch đánh lửa. Khi mà chúng ta gặp những ban bệnh như thế này thì anh em cũng biết cách để anh em biết được cái nguyên lý của mạch đánh lửa để anh em tra cứu cho nó dễ nhé. Vâng, thì vẫn điện âm ắc quy được nối ra khung bằng dây xanh lục. Vậy thì khung xe chính là một đường dây mát lớn đấy, và bắt vào âm ắc quy. Điện dương ắc quy được đưa lên bằng dây màu đỏ và đi tới cầu chì 10A. Và sau khi điện dương ắc quy đi qua cầu chì 10A đi ra thì bằng màu dây đỏ sọc xanh lục và đi lên ổ khóa điện. Vâng, với ổ khóa điện 4 đầu dây, nhưng riêng mạch đánh lửa thì chỉ liên quan đến một nhánh dây này thôi, lên ổ khóa điện thôi. Cho nên là đường dây của ổ khóa điện ở cái mạch thứ hai mình đã bỏ đi, đúng không ạ? Sau khi mà ta bật khóa điện thì điện dương ắc quy từ dây đỏ sọc xanh lục phải được nối sang dây đen sọc trắng. Và dây đen sọc trắng này thì sẽ chia nhánh, một nhánh thì cấp nguồn cho e-sem. Đấy, và e-sem thì được nối mát bằng dây xanh lục rồi, đúng không ạ? Trở về âm ắc quy. Một nhánh dây đen sọc trắng này cấp nguồn cho mô bin sườn, đúng không ạ? Và mô bin sườn thì anh em thấy là gì? Chỉ còn chờ e-sem dập mát cho mô bin bằng dây vàng sọc xanh dương. Đấy, còn đây là buji. Và để mạch đánh lửa này hoạt động thì chắc chắn là chân chống cạnh anh em phải gạt lên rồi. Đấy, và phải nhận được tín hiệu của CKP, đúng không ạ? Và đặc biệt với những dòng xe đề ACG thì CKP, cảm biến CKP là một cảm biến dùng ICHO. Đấy, trong cảm biến CKP này sẽ có 4 ICHO phụ trách từng chức năng của nó, đúng không ạ? 3 ICHO thì phụ trách về mạch khởi động. Đấy, 1 ICHO phụ trách về xác định vị trí trục cơ để phục vụ việc phun xăng đánh lửa và báo vòng tua máy, đúng không ạ? Đấy, và tất nhiên tất cả những cảm biến mà dùng ICHO thì phải có nguồn rồi, đúng không ạ? Phải có nguồn nuôi. Vậy thì nguồn nuôi này là từ e-sem đi ra. Vâng, và anh em thấy là gì? Để mà mô bin đánh lửa thì chắc chắn là phải được e-sem điều khiển rồi, đúng không ạ? Vậy thì ta khởi động động cơ thì e-sem nhận được tín hiệu của CKP và CKP sẽ điều khiển mô bin đánh lửa. Và tất cả các điều kiện thì chắc là anh em nhìn trên sơ đồ thì anh em thấy là gì? E-sem cần phải có nguồn nuôi, đúng không ạ? Đó là gì? Dương ắc quy và âm ắc quy. Đấy. Công tắc chân chống cạnh phải gạt lên để khép kín các mạch liên quan ở trong e-sem, và e-sem phải nhận được tín hiệu của cảm biến CKP gửi về e-sem để e-sem mới điều khiển mô bin đánh lửa được. Vậy thì nếu như mà một ngày nào đó anh em gặp những dòng xe đề ACG này mà anh em khởi động được động cơ vẫn quay nhưng anh em không thấy có lửa cao áp thì anh em phải kiểm tra xem là mô bin đã được dương ắc quy đã được cấp tới chưa, đúng không ạ? Đường dây mát từ mô bin đi vào e-sem, dây vàng sọc xanh dương có bị đứt không, vân vân, hoặc có chập không. Đấy. Vậy thì để kiểm tra thực tế trên xe như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn anh em kiểm tra thực tế trên xe, và đặc biệt là với tín hiệu CKP khi mà bị với cái dòng xe đề ACG. Nếu mà bị mất tín hiệu thì chắc chắn là e-sem sẽ báo lỗi luôn, đúng không ạ? Đèn báo lỗi sẽ báo lỗi 52 luôn. Thì anh em sẽ biết được ngay. Nhưng với những cái dòng xe, ví dụ xe Leaf 110 chẳng hạn, mình ví dụ nhé,
Vitled 110 hoặc Wazer SXI, vân vân. Đấy. Mà dùng cảm biến CKP loại điện từ thì những cái dòng đấy thường thì lại không báo lỗi cảm biến CKP. Vậy thì nếu như anh em có máy đọc lỗi, máy chẩn đoán lỗi, mà đặc biệt là máy motion tap, motion phone, nói chung là các dòng máy motion cap, thì anh em sẽ kiểm tra tín hiệu cảm biến CKP bằng cách nào mà anh em không cần phải đo đạc làm gì cho nó mất thời gian. Mà khi mà anh em đã nhìn trên máy mà anh em thấy đã thấy có tín hiệu cảm biến CKP rồi thì chắc chắn anh em không cần phải kiểm tra cảm biến CKP nữa. Vậy thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em kiểm tra cảm biến CKP trước, đúng không ạ? Để anh em loại trừ nhanh chóng và chính xác mà anh em không cần phải đo cảm biến làm gì. Và bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra luôn nhé. Vâng, trước tiên mình sẽ kết nối máy motion tap với xe. Và mình cũng thông tin luôn cho những anh em mà chưa nắm được nhé. Thì bây giờ những anh em mà trước đây mua máy đấy mà chưa có cáp đa năng như này thì bây giờ đã có rồi nhé. Anh em cần thì liên lạc với mình gửi cho nhé. Đấy, bây giờ tất cả các đầu cáp là mới hết rồi. Anh em chỉ việc cắm trực tiếp thôi. Anh em không cần phải nhớ thuộc như trước đây nữa nhé. Không cần phải cắm rắc lẻ như trước nữa. Đấy. Từ cáp của máy Motosecan 7, Motosecan CE, rồi Motosecan Phone, Motosecan Tab là bây giờ cáp mới hết rồi. Đấy. Mình đã kết nối xong. Đây thì cáp mới thì bây giờ có rồi. Đấy. Tất cả các cáp này là đầu rắc là có sẵn anh em này. Đấy. Motosecan CE, Motosecan 7, Motosecan Tab, Motosecan Phone là đều có sẵn nhé. Trước đây anh em mua máy trước đây mà chưa có cáp mới thì bây giờ anh em nào có nhu cầu nhé, anh em cứ alo cho mình sẽ gửi cho nhé. Đấy, cắm tiện lợi lắm, đặc biệt là những dòng xe SH từ 2020 trở về đây cũng như là Lead 125 2022 thì bây giờ người ta dùng cái cáp này hết rồi. Đấy, đầu kết nối trên xe là rất là khó cắm nếu anh em cắm cáp lẻ đấy, bởi vì rất là nhỏ đúng không ạ? Đấy, thì anh em có những cái cáp như này anh em cắm trực tiếp luôn, anh em không phải kết nối lẻ nữa mà nó rất là thuận lợi cho anh em rất nhiều. Đấy. Vâng, đây là cái phần cáp, anh em nào có nhu cầu thì mình gửi cho nhé. Vâng, còn bây giờ mình đã kết nối với xe rồi, bây giờ mình sẽ bật khóa điện lên này. Vâng, đã kết nối với xe và bây giờ mình sẽ ra máy motion tap, mình kiểm tra tín hiệu CKP. Vậy thì vừa rồi mình nói đấy, với tín hiệu CKP của dòng xe đề ACG này mà khi trục trặc có vấn đề thì báo lỗi luôn. Đấy, nhưng mà với những cái dòng xe CKP của dòng xe Litled 110 vân vân thì sẽ không báo lỗi. Và anh em khi mà không có đánh lửa ra mobin thì anh em chắc chắn anh em phải kiểm tra dây xem có đứt không, rồi là đo xem mà cảm biến có còn tốt không, là anh em phải đo. Đấy, thế nhưng mà bây giờ anh em chỉ cần nhìn trên máy thì anh em sẽ biết được và anh em không cần phải đo đạc làm gì cho nó mất thời gian. Vậy thì kiểm tra tín hiệu CKP bằng cách nào thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chưa nắm được thì anh em biết cách áp dụng trên máy nhé. Vâng, mình kết nối với hệ thống OBD trên xe Honda, tìm xe tự động. Rồi, các kiểu kết nối. Vâng, Lead 125 đời 2018-2019. Kết nối với hệ thống động cơ. Vâng, anh em vào phần thông số hiện hành này cho mình để anh em kiểm tra tín hiệu của cảm biến CKP, đúng không ạ? Đấy, thì với những cái dòng xe mà vừa mình nói đấy, dùng cảm biến CKP dạng điện từ đấy, thì anh em thấy là xe sẽ không báo lỗi. Và anh em sẽ vào cái dòng là tốc độ động cơ này cho mình. Và anh em, một là anh em đạp cần khởi động, hai là anh em nếu mà xe có cần khởi động nhé, hai là anh em ấn nút đề và anh em nhìn thấy tốc độ động cơ này. Nếu như mà vòng tua máy không lên nhé, tốc độ động cơ anh em không thấy hiển thị thì chắc chắn là gì? Mình phải kiểm tra xem là đường dây cảm biến CKP có bị đứt không? Đấy, cảm biến có bị hỏng không? Đấy, còn nếu lên thì anh em kết luận là cảm biến CKP tốt. Vậy thì mình thực hành luôn nhé. Vâng,
Anh em thấy là gì? Tốc độ động cơ đã lên rồi. Vậy thì mình có thể kết luận là gì? Cảm biến CKP tốt mà anh em không cần phải đo đạc nữa nhé. Đấy, còn nếu cảm biến CKP của dòng xe đè CG thì có vấn đề gì thì sẽ báo lỗi ngay, 52 luôn. Đấy. Vậy thì anh em có máy, anh em không cần phải đo đạc mà anh em rất là dễ trong quá trình anh em chẩn đoán bệnh. Và đây là một giao diện, anh em có thể chuyển sang cái giao diện này cũng được để anh em nhìn nhé. Đấy, ví dụ như là ví dụ đây anh em cũng nhìn thấy là tốc độ xe này, dơ le khởi động này, vân vân. Đấy, trên đây cũng rất là nhiều cái mà anh em cần, ví dụ chân chống cạnh này, đấy, bơm nhiên liệu này, hệ số môi trường này, góc đánh lửa này. Đấy, có hết tất cả lên đây. Đúng không ạ? Đấy. Vậy thì bây giờ anh em vào phần đây nữa này anh em này, kiểu 1, kiểu 2 này, đây là kiểu 1 chẳng hạn. Đấy, thì cũng có tốc độ động cơ, đây là ngay từ đầu luôn anh em này. Đấy, bây giờ mình bấm khởi động nhá. Anh em nhìn thấy này, số vòng trên phút lên luôn này. Vâng. Vậy thì mình có thể kết luận là gì? Cảm biến CKP tốt đúng không ạ? Không phải đo, rất là dễ. Đấy. Đây là một cái chức năng mà anh em có thể áp dụng máy và anh em kiểm tra mà anh em rất là nhàn đúng không ạ? Vậy thì với trường hợp mà anh em kiểm tra mà anh em đã nhìn thấy cảm biến CKP có gửi tín hiệu về rồi đúng không ạ? Bởi vì cảm biến CKP có tốt thì mới gửi tín hiệu về, và cảm biến CKP là còn có chức năng là báo vòng tua máy. Vâng, vậy thì mình kết luận là cảm biến CKP tốt rồi, mới có vòng tua máy. Vậy thì với mô bin mà vẫn không có lửa thì anh em phải kiểm tra cái gì? Thì mình sẽ lại hướng dẫn tiếp những anh em chưa biết cách xử lý cái pan này, anh em đo đạc nhé. Vâng, thì anh em phải kiểm tra cho mình xem là điện dương ắc quy đã có ở mô bin chưa, đúng không ạ? Khi bật khóa điện lên là phải có điện dương ắc quy ở mô bin. Đây là một xe mà mình chuyên để anh em học nghề ở đây, anh em thực hành. Mình tháo dỡ hết ra rồi nên là cũng rất dễ làm. Mình sẽ tháo một nhánh ra. Đây chính là điện dương ắc quy đến. Đây mình cho gần vào để anh em nhìn rõ hơn nhé. Đây anh em nhìn thấy dây đen sọc trắng chưa ạ? Đấy, mình tuốt nó xuống nhé. Đấy, dây đen sọc trắng. Vâng, dây đen sọc trắng chính là dây của điện dương ắc quy. Vâng, như vừa mình nói đấy, anh em nhìn thấy dây đen sọc trắng này. Đấy, cấp nguồn cho ECM, rồi chia nhánh cấp nguồn cho mô bin sườn. Vậy thì khi mà ta bật khóa điện thì hiển nhiên phải có điện dương ắc quy ở đó, đúng không ạ? Đấy là điều chắc chắn rồi. Đấy, và bây giờ mình sẽ lại quay ra xe, mình đo thực tế nhé. Đấy, thì những anh em mà khi gặp cái pan này thì anh em phải đo lần lượt như vậy. Mình bật khóa điện này. Đấy, và mình kiểm tra luôn này. Vâng, anh em thấy sáng rồi chưa ạ? Vậy thì mình kết luận là gì? Mô bin đã có điện dương ắc quy. Vâng, vậy thì nếu như trường hợp mà vẫn không có điện cao áp thì anh em phải kiểm tra cái gì? Rồi, mình cắm vào nhá. Vâng, nếu như mà chưa có điện cao áp thì anh em phải kiểm tra cái mạch đây cho mình này anh em này. Đây, mình cho sáng lên một chút này. Đây này, anh em kiểm tra cho mình cái dây vàng sọc xanh dương này. Đấy, xem là có bị đứt không. Bởi vì nếu mà đứt dây vàng sọc xanh dương thì chắc chắn là ECM không thể dập mát cho mô bin được, đúng không ạ? Bởi vì anh em, nếu mà anh em được học thì anh em sẽ nắm được là gì? Chip chủ trong ECM sẽ điều khiển transistor dập mát cho mô bin nhá. Vậy thì nếu đứt dây vàng sọc xanh dương này thì chắc chắn là cũng không thể có điện cao áp,
đấy là điều chắc chắn rồi, đúng không ạ? Đấy, ví dụ đứt, đứt thì không bao giờ có điện cao áp. Vậy thì anh em phải đo, đúng không ạ? Anh em đo điện có cách đo như này. Vậy thì nếu mà như mà ESM thì thường là kín trong xe, anh em không thể tháo nhựa được, đúng không ạ? Đấy, nhiều khi nó khó như thế. Đấy, chứ còn anh em có thể là đo ngay tại chân này, khi tay anh em bật khóa điện thì sẽ có dùng đồng hồ đo thì anh em sẽ có thấy 12V khi anh em đo ra mát nhé. Đấy, còn không thì anh em nếu như mà anh em không biết được thì chắc chắn là anh em vẫn phải dỡ ra để anh em kiểu anh em đo thông mạch rồi. Đấy, từ đây về đây. Đấy, xem có thông mạch không, rồi có chập xuống mát không. Đấy thì anh em phải đo. Đấy là chính dây vàng sọc xanh dương. Vâng, dây vàng sọc xanh dương chính là dây tiếp theo của Mobin, chính là dây mà ESM dập mát cho Mobin. Đây anh em này. Xe của mình đúng cái đời xe mà mình đang lên sơ đồ luôn. Anh em nhìn chưa? Mình cho gần được một chút nhé. Vâng. Anh em nhìn đúng dây vàng sọc xanh dương chưa ạ? Đấy, đúng như theo sơ đồ nhé. Đấy, rất dễ tìm. Đây. Đấy. Nếu không có thì chắc chắn anh em phải đo rồi. Đấy, đo cái phương pháp đo thì anh em biết rồi, đúng không ạ? Mình cắm trở lại nhé. Được rồi. Rồi, đấy là các phương pháp mà anh em kiểm tra cái mạch đánh lửa này, đúng không ạ? Đấy, và cái phương pháp anh em kiểm tra tín hiệu CTP bằng máy Motosikentap mà anh em có máy thì anh em áp dụng, anh em đỡ phải đo, nó mất thời gian. Và anh em chỉ cần nhìn trên máy là anh em biết được rồi. Chỉ cần nhìn tín hiệu cảm biến là anh em đã loại trừ được nhanh, đúng không ạ? Còn những anh em chưa có máy thì anh em cũng biết để sau này anh em mua máy để anh em biết cách áp dụng nhé. Đấy. Vâng, vừa rồi mình cũng chia sẻ với anh em cách kiểm tra cái mạch đánh lửa này, đúng không ạ? Đấy, còn những cái mạch mà chân chống cạnh thì mình cũng đã hướng dẫn ở video trước rồi, đúng không ạ? Anh em cũng nắm được, anh em xem thì anh em cũng nắm được rồi, rất là dễ, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì có máy anh em kiểm tra rất là dễ nhé. Vâng, còn về cuối video thì những anh em nào có nhu cầu về tài liệu này, cũng như có nhu cầu về các dòng máy đọc lỗi Moto Scan này, các sợi cáp mới của công ty DTD Auto mới cho ra mắt này, để anh em cắm trực tiếp vào những cái rắc DLC trên xe rất là nhanh chóng và rất là dễ, mà không cần phải nhớ thuộc làm gì, mà cho kết nối rất là chính xác, chặt chẽ nhé. Thì anh em liên lạc với mình. Ngoài ra thì anh em có nhu cầu về các dòng đồng hồ, ví dụ như đồng hồ đo điện của hãng Kyojitsu của Nhật Bản anh em này. Đấy, mình cũng đã gửi rất nhiều cho anh em rồi, đúng không ạ? Đấy, một chiếc đồng hồ đo điện cho thông tin rất là chính xác và bền bỉ trong nhiều năm. Đây, chính là đồng hồ đây. Đấy, vừa rồi mình cũng gửi cho anh Vân ở trong Sài Gòn sáng nay một cái luôn. Đấy, mặc dù là anh cũng đã có đồng hồ rồi, nhưng mà đồng hồ của anh mua những cái đồng hồ nó giá cả nó cũng rẻ thôi, cho nên là bây giờ thông tin bị sai hết rồi. Đấy, cho nên là anh cũng quyết định là lấy cái đồng hồ của Nhật này để anh em đo nó chính xác. Mà hai cái đồng hồ này sử dụng rất là dễ anh em ạ. Đấy, các giải điện áp là gì? Hoàn toàn tự động, nên anh em dùng anh em không cần phải vặn về nhiều cái thang đo mức giải điện áp làm gì, mà tự động luôn nhá. Đấy, rất là dễ sử dụng. Đồng hồ của hãng Kyojitsu Nhật Bản sản xuất. Que đo của đồng hồ. Đấy, và trong đồng hồ thì có một đôi pin luôn cho anh em nhá. Đây. Pin kèm theo máy luôn. Đấy. Còn đây là những cái bộ máy Tab S6 của Samsung. Mình vừa rồi cũng mới ra FPT mình mua thêm cho anh em đặt hàng mình rồi. Đấy, mình sẽ khi nào anh em gửi tiền đủ mua máy thì mình sẽ kết nối với máy luôn cho anh em không cần phải kết nối nữa, anh em không về cài đặt nữa mà anh em dùng luôn. Đấy, anh em chỉ cần gửi thông tin cho mình là mình sẽ nhập vào máy luôn. Đấy, mình đã mua sẵn đây rồi và anh em chỉ việc về sử dụng thôi. Đấy, anh em đã chuyển khoản hết cho mình rồi. Đấy. Về phần đồng hồ đo áp suất nén trong xi lanh và áp suất bùng đốt. Vâng, thì chiếc đồng hồ này thì anh em biết rồi, do công ty DTD Auto nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đấy, cho nên là riêng phần đồng hồ thì chất lượng rất là tốt.
Vâng, có anh em phản hồi rồi. Anh em bảo đồng hồ quá tuyệt vời luôn anh ạ. Đấy. Rồi, mình sẽ dỡ ra cho anh em, những anh em chưa nắm được anh em thấy nhá. Đây là sách hướng dẫn sử dụng mà công ty DTD Auto trang bị luôn ở trong mỗi bộ đồng hồ khi anh em nhận được nhá. Hướng dẫn sử dụng nhanh, cách kết nối như thế nào là đều có luôn anh em ạ. Đây. Đấy. Các đầu rắc, mục đích để làm gì, kết nối như thế nào là đều có hướng dẫn luôn. Đấy, anh em mua về là anh em tự làm được nhé. Và mình cũng có video mình hướng dẫn anh em rồi nhé. Anh em nào mua mà về anh em chưa biết cách kết nối thì mình sẽ gửi video của mình vào Zalo cho anh em. Và anh em xem và anh em làm nhé. Đây là các đầu ống cao su để phù hợp với các đường ống dẫn xăng to nhỏ nhé. Đấy. Vâng, đây là phần các đầu nối bằng ống đồng, các đầu chia cũng như là van một chiều khi anh em đo áp suất nén trong xi lanh. Đây. Đây là van một chiều đấy anh em này. Đấy. Bằng đồng xịn sò luôn. Đấy. Đây khi anh em cắm dây vào anh em chỉ cần cắm vào thôi, còn khi anh em rút ra thì anh em bấm nó xuống nhé. Đây. Đầu nối nhanh. Vâng, đây là van một chiều để anh em đo áp suất nén trong xi lanh. Đấy. Chiếc đồng hồ này là đo 2 trong 1 luôn, anh em không cần phải mua hai đồng hồ. Đấy, vừa đo áp suất nén trong xi lanh và anh em cũng vừa đo áp suất nhiên liệu luôn nhé. Đây là các đầu bằng đồng, đấy, phù hợp với các đầu nối to nhỏ nhé. Đấy. Đây. Có sẵn gioăng rồi. Đây là các gioăng cao su dự phòng nhé. Đây này. Đấy. Còn đây là các lồng đen bằng nhôm. Khi anh em đo áp suất nén trong xi lanh, anh em đệm vào như kiểu đệm chân buji đấy nhé. Đây này, anh em đệm vào đây này cho nó kín nhé. Đây này. Đấy là xong. Đây là ngã ba. Đây để chia lúc anh em đo áp suất nhiên liệu, đúng không ạ? Đấy. Đủ hết. Đây là một cái đầu dự phòng công ty tặng kèm thêm anh em những cái đầu như thế này. Đấy, cũng như là những cái gioăng như thế này khi mà quá trình anh em sử dụng nó kém đi thì anh em thay thế vào nhé. Vâng, và mình vẫn nói nhiều video rồi, anh em xem thì anh em chắc nắm được. Phần giá trị nhất thì có thể nói là vẫn là phần đồng hồ. Bởi vì đồng hồ là những cái thiết bị đo lường, cho nên là anh em cần phải có những cái đồng hồ nó phải chính xác và cho thông tin chuẩn chỉ để anh em làm, anh em đỡ mất thời gian. Thì nếu như thông tin sai lệch thì nó rất là mất thời gian trong quá trình anh em bắt bệnh nhé. Thì riêng phần đồng hồ là của Hàn Quốc, công ty nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đây anh em này. Đấy. Tem của công ty cũng như là đây, tem là của đồng hồ luôn. Còn đây là tem của công ty đây anh em này. Đấy. Vâng, vậy thì anh em cần sản phẩm nào thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116. Mình sẽ có những cái tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.